Nói một cách chính xác nhất thì việc trình đồng và việc hầu đồng là không hề sai. Đó là một nét đẹp tín ngưỡng vô cùng linh thiêng và cao quý. Nhưng đáng buồn thay, người đời chúng ta quá nhiều bản tính sai trái. Khi có chút khả năng tâm linh rồi lợi dụng vào đó, thấy rằng mình là con nhà thánh, lợi dụng vào tâm linh, lợi dụng vào cửa thánh để kiếm tiền trục lợi cho bản thân. Vậy nên dần dần trải qua bao nhiêu đời, việc trình đồng hầu đồng đã sai quá nhiều. Việc trình đồng là như thế nào? Đó là khi bạn được báo rằng bạn là con của các vị thánh và được thánh chấm. Việc thánh chấm là để giúp người chứ không phải là để đi lừa người. Trình đồng thì cũng tùy vào khả năng của mình. Các vị thánh chỉ chứng ở cái tâm chứ không phải là mâm cao cỗ đầy. Quá nhiều người lợi dụng vào đó, kêu gọi đóng tiền, phán nọ phán kia, rồi dần dần trở thành sự mê tín. Đúng ra trình đồng, hầu đồng là không hề sai. Nhưng xã hội hiện nay đã biến hóa nó, đã làm cho nó mất đi những giá trị linh thiêng, những giá trị đạo đức cao quý. Khi bạn được thánh chấm cho đi giáo hóa chúng sinh thì cần phải hiểu rằng làm đúng đạo đức làm người, trình đồng chứ không phải là thể hiện, là trình diễn nhảy múa. Và để lợi dụng vào việc trình đồng hầu đồng rồi tiêu những đồng tiền lãng phí, tung tiền quá lãng phí. Tiền đó thà để từ thiện cho những người dân nghèo còn đúng đắn hơn rất nhiều. Nếu như trình đồng mà đúng thì nên giản dị thôi, đừng có hoa mỹ phô trương. Nếu bạn có nhiều tiền, trong lúc trình đồng nên mua cả gạo, mua những đồ ăn chay hay bánh kẹo rồi phân phát cho những người dân nghèo, chứ đừng có tung tiền như vậy rồi lại diễn mắt trợn ngược lên, giả quỷ, giả thần, giả thánh. Thật là sai trái trước cửa thánh mà diễn. Có những người lại ảo tưởng rằng đó là thánh nhập vào. Thật sự là không có thánh nào nhập vào người phàm trần đâu các bạn ơi. Đừng nhầm. Có quá nhiều thầy bói, cô đồng, trình đồng thì thể hiện phô trương trước mặt mọi người, thì nói nhẹ nhàng, nói hay, nhưng sống thực tế một đống tội lỗi, tham lam thực dụng, nói năng dối trá, lợi dụng tâm linh để lấy tiền. Thánh đâu có nói là tâm linh là nghề kiếm tiền đâu. Nhầm rồi. Người có khả năng tâm linh, người được thánh chấm là để đi giúp dân, là để đi khuyên dân những điều tốt đẹp, chứ không phải là hành nghề. Nếu muốn hành nghề thì hãy kiếm một nghề chân chính khác. Những người làm ăn chân chính khó giàu lắm, chứ không phải là vài khóa lễ, vài câu bói toán rồi kiếm hàng trăm triệu, hàng tỷ như những người thầy tà
lừa dối dân đâu. Thật là sai lầm. Tiếc thay cho những cô đồng rất là xinh, nhưng lại lợi dụng vào việc hầu đồng, nhảy múa suốt tháng vậy, tung tiền lãng phí, rồi lợi dụng vào đó kinh doanh. Mỗi lần hầu lại kêu gọi đóng tiền, mua bao nhiêu vàng mã. Các vị có nhận hối lộ đâu? Tại sao quá nhiều người hiểu lầm vậy? Dần dần, việc trình đồng hầu đồng mất đi nét đẹp linh thiêng, cao quý. Đúng ra trong quá trình trình đồng hầu đồng mà các bạn có tu dưỡng tốt, thì lúc đó các bạn phải ngồi giảng đạo cho những người đến xem được nghe đạo lý làm người. Như thế mới là đúng đắn, chứ không phải là trang điểm mặc đẹp rồi lại trình diễn. Những đứa con của thánh thì ai cũng đẹp hết, nhưng mình có vẻ đẹp, mình phải lấy cái phước báo đó để đi giúp người khác, để đi khuyên người khác những điều tốt đẹp, chứ không phải lợi dụng vào vẻ đẹp rồi lại làm cho dân mê tín mù quáng đâu. Tội lỗi lắm. Tất cả những đứa con của các vị thánh đều mang trong mình những sự thông minh, một ngoại hình đẹp, nhưng nếu không vượt qua được cửa ải tham sân si thì sẽ bị đọa đau đớn lắm. Có thể bây giờ những người đó đang không bị sao đâu, họ vẫn đang gặp nhiều may mắn thuận lợi. Mặc dù họ đang làm sai, nhưng họ lại không biết rằng các vị thánh đang thử lòng đó. Không đơn giản đâu. Các vị thánh chỉ chấp nhận những đứa con ngoan thôi, những đứa con hiểu đạo đức làm người, ăn ngay nói thẳng, chứ không phải là những đứa con gian dối lọc lừa dân đâu. Cô Nguyệt mong qua bài giảng này, nhiều người hiểu thật sự đúng hơn về việc trình đồng hầu đồng như thế nào mới được gọi là đúng. Chỉ mong sao nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng dân gian từ bao đời nay, nét đẹp để mỗi khi trình đồng hầu đồng, ta tưởng nhớ đến các vị thánh. Các vị đã có công xây dựng đất nước, xây dựng nên một xã hội văn minh tốt đẹp hơn, để chúng ta được hưởng như ngày hôm nay, sẽ không bị mai mòn nữa, sẽ không bị nhiều người, nhiều con cháu về sau hiểu lệch lạc nữa. Và mong sao nhiều người đang làm sai, đang lợi dụng vào cửa thánh, hầu đồng trình đồng suốt như vậy, hãy dừng lại đi, đừng lợi dụng vào đó. Tội lỗi lắm các bạn ơi. Hãy quay đầu lại, hãy giữ lại nét đẹp tín ngưỡng vô cùng linh thiêng ấy lại nha các bạn.